Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội được thành lập ngày 4 tháng 11 năm 1994. Qua hơn 20 năm xây dựng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã phát triển trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, khẳng định được vị thế thương hiệu ở thị trường trong nước và quốc tế. Với đà tăng trưởng ổn định trong những năm trước đó, năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chính sách tín dụng của MB bám sát với các chủ trương chính sách của chính phủ, ngân hàng nhà nước và diễn biến thị trường. Điều chỉnh lãi suất linh hoạt giúp ngân hàng có mức tăng trưởng dư nợ hợp lý. Đồng thời, MB cũng phát triển nhiều sản phẩm gói giải pháp tín dụng thiết thực tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Riêng đối với khách hàng quân nhân, MB áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt. Với mục tiêu để trở thành ngân hàng số 1 phục vụ khách hàng quân nhân thì ngân hàng quân đội đã tạo ra rất là nhiều những cái sản phẩm và các gói sản phẩm để phục vụ khách hàng quân nhân. Có thể nói đến đó là thứ nhất là gói các sản phẩm về tín dụng thì chúng tôi đã tạo ra được gói là cấp hạn mức tín dụng tự động. Đấy. Và cái gói này ấy, thì quân nhân sẽ được cấp hạn mức tín dụng là tối đa 25 lần thu nhập hàng tháng và tối đa là 500 triệu. Ngoài ra thì chúng tôi có các sản phẩm tín dụng như cho vay ô tô, cho vay nhà đất, dự án quân đội với mức lãi suất là thấp nhất là 6% một năm, là một nhóm sản phẩm rất là đặc biệt mà chúng tôi liên kết với Viettel. Đây là những sản phẩm vượt trội trong tất cả các ngân hàng. Hiện nay là ở Việt Nam, quân nhân có thể chuyển tiền đến tất cả mọi nơi ở trên đất nước Việt Nam này thông qua mạng lưới các điểm bán, các nhân viên địa bàn của Viettel. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết thúc năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 3.174 tỷ đồng, tổng tài sản MB đạt 200.489 tỷ đồng, tăng 11% so với mục tiêu, tăng trưởng dư nợ đạt 15% so với mục tiêu 13%, huy động đạt 23% so với mục tiêu 10%. MB là một trong số các ngân hàng được đánh giá có chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt, với các chỉ số hiệu suất sinh lời ROA đạt 1.31%, ROE đạt 15,8%, EPS, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.136 đồng trên một cổ phiếu. Cùng với đó, năm qua, MB đẩy mạnh các công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động như xây dựng nhà đồng đội, ủng hộ người nghèo, các gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển giáo dục với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Việc cải tiến chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động trong năm qua giúp MB trở thành doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở giải thưởng cao nhất World Class trong hệ thống giải thưởng chất lượng châu Á Thái Bình Dương World Class. Đặc biệt, trong năm 2014, MB còn vinh dự được chính phủ trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho những đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và huân chương lao động hạng 3 cho Thiếu tướng Tổng Giám đốc Lê Công. Năm 2015 và những năm tiếp theo, mục tiêu của MB là đứng vững chắc trong nhóm 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Với bản lĩnh, người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế cùng những thành tích đã đạt được là nền tảng vững chắc, là niềm tin để MB thực hiện chiến lược phát triển nhanh, bền vững, vươn tầm khu vực và quốc tế, xứng đáng mang thương hiệu ngân hàng quân đội.